Dự báo thời tiết chiều và đêm mùng 7 tháng 10. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều giảm mây, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to đến rất to và dông. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 3, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 4, vùng ven biển cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thủ đô Hà Nội, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ.